Thưa quý chủ tọa cùng quý đại biểu đang tham dự hội nghị trực tuyến, em là kỹ thuật viên Nguyễn Lê Trà, khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Hôm nay em xin trình bày bài báo cáo của em về vai trò của kỹ thuật viên trong quy trình sinh thiết vú dưới hướng dẫn của X quang tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Em xin bắt đầu trình bày ạ. Về nội dung cơ bản thì hôm nay em đưa ra là 5 vấn đề. Thứ nhất là đặt vấn đề ạ. Thứ hai là tổng quan về sinh thiết vú. Thứ ba là thực hiện kỹ thuật. Thứ tư là đánh giá hình ảnh. Thứ năm là một số hạn chế của kỹ thuật và nguy cơ. Về phần đầu tiên đặt vấn đề thì ung thư vú là loại ung thư rất hay gặp ở phụ nữ. Ung thư vú bắt đầu khi một nhóm tế bào tuyến vú tăng trưởng vượt ngoài tầm kiểm soát, cứ thế tiếp tục nhân lên và lấn át tế bào bình thường. Tế bào ung thư sau đó lan rộng đến những bộ phận khác của cơ thể gọi là di căn. Và để chẩn đoán được ung thư vú thì phương pháp cơ bản nhất là sàng lọc bằng chụp X quang vú. Và đây là hình ảnh vôi hóa trên X quang vú ạ. Về tổng quan về sinh thiết vú thì sinh thiết vú là kỹ thuật lấy mô tế bào vú và làm giải phẫu bệnh để tìm ra ung thư vú. Sinh thiết vú thường được thực hiện để kiểm tra khối u khi khối u này được phát hiện trong quá trình khám vú hoặc là khi các phương pháp chụp nhũ ảnh, siêu âm hay chụp cộng hưởng từ cho kết quả nghi ngờ ung thư vú. Và có nhiều phương pháp để thực hiện sinh thiết vú bao gồm là sinh thiết kim lõi, sinh thiết nhờ hút chân không dưới hướng dẫn của X quang hoặc siêu âm, sinh thiết qua mổ mở. Tiếp theo về phần thực hiện kỹ thuật ạ, thì kỹ thuật sinh thiết vú dưới hướng dẫn của X quang được chỉ định thực hiện trong các trường hợp các tổn thương tuyến vú được nghi ngờ là ác tính, nghi ngờ ác tính cao mà chỉ thấy được trên mammography. Cụ thể là các tổn thương vi vôi hóa nghi ngờ, các tổn thương bất đối xứng, các tổn thương rối loạn cấu trúc không xác định được trên siêu âm. Trong đó chống chỉ định sẽ là người bệnh có bệnh lý rối loạn đông máu, người bệnh có các bệnh lý nặng toàn thân như là suy tim, suy thận, suy hô hấp, người bệnh dị ứng với thuốc gây tê lidocaine. Tiếp theo về các bước thực hiện kỹ thuật thì em ở đây có 6 bước. Kỹ thuật viên sẽ chuẩn bị máy, chuẩn bị dụng cụ, chuẩn bị bệnh nhân, tiến hành chụp, lấy mẫu bệnh phẩm và kết thúc thủ thuật. Về phần chuẩn bị máy thì ở đây Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City sẽ chuẩn bị, kỹ thuật viên và em sẽ chuẩn bị máy sinh thiết vú và ghế ngồi sinh thiết, máy hút chân không. Sau đó thì kỹ thuật viên sẽ tiến hành test kim và tiến hành hiệu chuẩn máy trước thủ thuật sử dụng Phantom và đảm bảo sai số dưới 1 mm. Về phần test kim, sau khi test kim xong thì mình sẽ kiểm tra vị trí kim sau test và kiểm tra máy hút chân không trước khi làm thủ thuật. Tiếp theo, kỹ thuật viên sẽ chuẩn bị dụng cụ là kim hút chân không, mình đánh dấu u vú, vật đệm, bộ sinh thiết vô khuẩn, xăng có lỗ vô khuẩn, và cầu găng vô khuẩn, xi lanh các cỡ là 10mm, 5mm, 1mm, kim luồn, kim lấy thuốc, lưỡi dao, thuốc thì sẽ là lidocaine, adrenaline, nước cất và PVP. Tư thế người bệnh được chuẩn bị thì sẽ là người bệnh ngồi trên ghế được sinh thiết, được cố định sẵn, quay mặt về phía giá sinh thiết, điều chỉnh ghế, kê đầu và kê tay, chân tay sao cho người bệnh cảm thấy thoải mái nhất vì thời gian làm thủ thuật khá là dài. Kỹ thuật viên sẽ đặt vú cần chụp lên bàn ép của khu trú vào vùng cần thiết và ép vú cần chụp tới lực tối thiểu là 30 N và tùy vào độ dày của mô vú. Sau đó thì kỹ thuật viên sẽ phối hợp cùng với bác sĩ để lựa chọn tư thế làm sinh thiết phù hợp tốt nhất dựa vào ảnh chụp các tư thế ban đầu. Thông thường sẽ lựa chọn sinh thiết trên hướng quan sát thấy tổn thương rõ nhất, vị trí sinh thiết thuận lợi nhất để tiến hành làm sinh thiết. Kỹ thuật viên sẽ tiến hành chụp scan view để thấy được vị trí cần sinh thiết nằm đúng trong trường sinh thiết. Và trong trường hợp chụp scan view cho thấy vùng tổn thương thì tiến hành đặt lại vị trí người bệnh. Bắt buộc phải nhìn thấy vị trí cần sinh thiết trên scan view rồi mới tiến hành các bước tiếp theo. Đây là một ảnh scan view mà chụp trên máy khi mà đang thực hiện cho bệnh nhân. Sau khi chụp scan view để xác định vị trí tổn thương thì bác sĩ sẽ là người quyết định đi kim theo hướng nào. Thì ở đây kỹ thuật này sẽ có hai hướng ạ, một là hướng vertical kim vuông góc với bàn, hai là hướng horizontal. Hướng horizontal thì sẽ là hướng ngang, thì một là kim đi từ trái sang và hai là kim đi từ phải sang, tùy vào độ dày mô vú và tùy vào vị trí của tổn thương vôi hóa. Tiếp theo thì sau khi bác sĩ lựa chọn hướng đi kim dựa vào độ dày mô vú thì kỹ thuật viên sẽ chỉnh người bệnh và ép đúng theo yêu cầu của bác sĩ ạ. Với hướng thẳng đứng thì kim vuông góc với bàn thì độ dày mô vú tối thiểu sẽ là 33 mm ạ. Sau khi chụp scan view rồi thì kỹ thuật viên sẽ chụp tiếp hai ảnh spare view theo góc âm 15 độ và dương 15 độ mục đích để target tổn thương ạ. Và bác sĩ sẽ chọn điểm target và vị trí tổn thương, chọn kim thích hợp. Kỹ thuật viên sẽ phối hợp điều chỉnh máy để máy sinh thiết tự động di chuyển đến vị trí đã target ạ. Và các thời điểm kỹ thuật viên cần chụp để hỗ trợ bác sĩ là sau đó chụp spare view là tại thời điểm sau VT để đánh giá sự di lệch của vị trí tổn thương trước và sau VT nếu có. Chụp spare view sau khi bắn kim để đánh giá vị trí của đầu kim so với vị trí tổn thương đã target ạ. Chụp spare view trong quá trình hút đánh giá tổn thương xem đã lấy được hoàn toàn chưa. Và chụp spare view trong sau khi rút kim để chụp lại bệnh phẩm đánh giá đã đạt yêu cầu chưa. Về một số lưu ý thì trong quá trình mà bệnh nhân làm sinh thiết thì kỹ thuật viên cần luôn chú ý đến lực ép vú sao cho lực ép giữ nguyên trong cả quá trình sinh thiết,
để không ảnh hưởng đến vị trí tổn thương. Sử dụng bút đánh dấu da ngoài dọc da để theo bờ của tấm ép để theo dõi và phát hiện sự di lệch của vị trí tuyến vú do người bệnh cử động hoặc là do lực ép yếu. Quá trình kim hút hoạt động lấy mẫu thì bệnh phẩm sẽ được cắt hút ra ngoài. Kỹ thuật viên cần quan sát tình trạng máy hút, phát hiện các bất thường hệ thống không kín, lực hút không đạt và không thấy bệnh phẩm hút ra ngoài để điều chỉnh kịp thời. Và đây là ảnh chụp qua các thời điểm ạ. Thì đây là ảnh đầu tiên là ảnh chụp kim trước khi bắn ạ. Ảnh thứ hai sẽ là ảnh kim xuyên qua hoặc che khuất đám vôi. Sau đó thì bác sĩ sẽ cắt vòng xung quanh ạ. Ảnh tiếp theo sẽ là ảnh kim sau bắn, vôi nằm phía trong và cắt khu trú về hướng có vôi ạ. Ảnh cuối cùng là ảnh sau khi lấy vôi rồi ạ. Thì sẽ tạo một lỗ trên vú của bệnh nhân là mình đã kết thúc thủ thuật ạ. Sau đó thì bệnh nhân bệnh phẩm sẽ được đạt được lấy được sẽ đạt yêu cầu về chất lượng và số lượng để đảm bảo có thể chẩn đoán chính xác, không bỏ sót tổn thương để tránh âm tính giả. Đây là hình ảnh vôi mà đã lấy được trên bệnh nhân ạ. Và cuối cùng là bác sĩ sau khi lấy được vôi chính xác rồi thì bác sĩ sẽ đặt marker cho đi lấy được vôi ạ. Kỹ thuật viên sẽ chụp lại ảnh lấy marker ạ. Sau đó thì kỹ thuật viên chụp phim tư thế CC và ML để xác định vị trí marker có chính xác hay không. Và sau đó thì hỗ trợ bác sĩ băng ép vị trí can thiệp ạ. Ngoài ra thì một số hạn chế của kỹ thuật và nguy cơ thì hạn chế nó là khó thể thực hiện trên bệnh nhân có vú quá nhỏ. Tuy nhiên ở bệnh viện Vinmec Ham City có trang bị hướng kim đi ngang để phù hợp với bệnh nhân vú nhỏ ạ. Và khi thực hiện trên hệ thống Uprise, bệnh nhân sẽ cảm thấy ít thoải mái hơn khi thực hiện trên hệ thống Crown ạ. Về nguy cơ thì chảy máu ít gặp ạ, tổn thương da và phản xạ kích thích dây thần kinh phế vị ở tư thế ngồi ạ. Bài báo cáo của em đến đây xin kết thúc ạ. Em xin cảm ơn quý chủ tọa, quý đại biểu đã lắng nghe bài báo cáo của em ạ. Em xin cảm ơn ạ.